Quay video có đắt không? Xin chào tất cả các bạn. Tôi là Nguyễn Văn Toàn, là nhà đào tạo về kinh doanh và phát triển con người. Tôi biết có rất là nhiều các bạn khi mình mới bắt đầu quay video thì mình sợ là mình phải bỏ ra số tiền rất là lớn mới quay được video marketing. Và tôi biết có rất là nhiều các bạn khi mình mới bắt đầu quay video marketing nhưng mà lại không mang lại hiệu quả trong quá trình mình quay video marketing. Và tôi biết có rất là nhiều các bạn khi mình mới bắt đầu quay video marketing, mình sợ tốn rất là nhiều nhân lực mới quay được video marketing. Và đặc biệt, tôi biết có rất là nhiều các bạn khi mình mới bắt đầu quay video marketing thì mình không có được cái ý tưởng để trong quá trình là mình quay thật nhiều video hơn. Trước đây, tôi cũng giống như các bạn, tôi cũng không biết là quay video marketing như thế nào. Và đặc biệt, tôi cứ nghĩ là quay video marketing là phải bỏ ra số tiền rất là lớn mới quay được video marketing các bạn. Và tôi cũng nghĩ là phải bỏ ra tiền để thuê rất là nhiều nhân lực về để làm, để quay video marketing. Nhưng đó là những cái sai lầm các bạn. Và thực sự tôi cũng mong muốn rằng tôi quay video để tiếp cận khách hàng tiềm năng cho công việc của tôi. Và đặc biệt tôi cũng mong muốn rằng tôi quay video để tạo ra hàng triệu lượt xem và tiếp cận hàng nghìn khách hàng tiềm năng trên Internet. Và lúc đó thì tôi bắt đầu đi tìm hiểu cái quá trình mà quay video marketing như thế nào, từ những người bạn của tôi hay là từ những cái khóa học ở trên Internet mà tôi đã tìm hiểu được. Lúc đầu thì tôi có tham gia vào những cái khóa học đó. Và trong những tuần đầu tiên thì tôi thực hiện. Khi tôi học xong, tôi thực hiện. Thì lúc đầu thì làm ai cũng cảm thấy vất vả các bạn. Gọi là mình chưa quen với cái cách mà mình làm video marketing thì lúc đó thì rất là khó khăn. Mình nghĩ là khó khăn như thế thôi các bạn. Và sau đó thì mình làm thì không có kết quả, khiến cho việc là mình bỏ cuộc các bạn. Và trong cái lúc mà bỏ cuộc ấy thì có một buổi về đi tôi ngồi cà phê với người bạn của tôi. Thì lúc đó thì trong cái buổi cà phê đó thì có một người anh đấy đã chia sẻ tôi cách về làm video marketing như thế nào. Cách làm sao để tiếp cận khách hàng tiềm năng ở trên Internet bằng cách làm video marketing. Và anh ấy đã đưa cho tôi một cái lớp được gọi là 28 ngày video marketing của thầy Phạm Thành Long. Lúc đó thì tôi áp dụng. Trong tuần đầu tiên thì tôi chỉ học về cái cơ bản thôi. Nhưng sang tuần thứ hai thì tôi đã biết cách là quay video như thế nào, setup video như thế nào. Và đặc biệt tôi đã biết là từ cái khách hàng lạnh và làm video như thế nào để tạo ra cái mối quan hệ ấm đối với họ. Thì tôi đã học cách như vậy. Và sau 28 ngày liên tục làm video, và tôi đã tạo ra được cái video 5 triệu lượt xem ở trên nền tảng khác. Và lúc đó thì tôi mới nhận ra rằng cái cách mà mình làm video marketing ấy, bao lâu nay ấy, thì đó chỉ là cái lúc đầu thì là cái bước cơ bản thôi. Nhưng mà sau mình làm nhiều ấy thì tự nhiên là cái cách mà làm video marketing của mình nó sẽ tăng lên. Và sau đó thì tôi làm liên tục, ngày nào tôi cũng làm hết các bạn. Và cho đến bây giờ thì lượt thứ tư của video marketing 28 ngày tôi đang thực hiện với các bạn ở đây. Và ngày hôm nay thì tôi muốn chia sẻ cho các bạn là làm video có đắt không? Thực sự là nó không đắt đâu các bạn. Nó chỉ cần những cái thiết bị đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần một chiếc điện thoại là các bạn đã làm được video marketing mọi lúc mọi nơi rồi các bạn. Và thời buổi hiện nay thì hầu như ai cũng có điện thoại, có camera, đúng không ạ? Thì các bạn chỉ cần một chiếc điện thoại thôi. Và các bạn sẽ lên được cái kịch bản 6 bước. Trong cái buổi học này ấy, thì các bạn có thể lên được cái biết cách lên kịch bản 6 bước, nói như thế nào để người ta xem video của các bạn. Và đặc biệt các bạn chỉ setup một cái bối cảnh cực kỳ đơn giản. Ví dụ như là phía sau tôi đây thì chỉ là khách học thôi. Thì toàn đang chia sẻ những cái kiến thức về kinh doanh, kiến thức về marketing, kiến thức về làm video marketing. Thì toàn có thể để những cái bối cảnh như thế này được. Còn các bạn mà đang không có cái yếu tố mà như toàn chia sẻ ở đây thì các bạn có thể chỉ cần một cái bờ tường màu trống trơn thôi các bạn. Màu vàng, màu đỏ hoặc là màu trắng gì đó, hoặc là màu xám gì đó. Thì các bạn chỉ cần một cái bối cảnh là cần một cái bờ tường trống không là được rồi. Và đến cái phần nhân sự thì nếu các bạn mà có cái nhu cầu thì các bạn có thể thuê thêm một người làm edit video cho các bạn. Và các bạn có thể chia sẻ cái cách họ tìm ý tưởng ở đâu, để làm thế nào, thì các bạn có thể học xong và đưa các bạn chia sẻ lại cho họ cái cách mà tìm ý tưởng như thế nào ở trong cái lớp đó. Hoặc nếu các bạn mà mới bắt đầu khởi nghiệp mà chưa có nguồn vốn thì các bạn có thể tự làm một mình bằng chính cái video của mình mà bằng trên điện thoại. Thì cái phần mềm mà Toàn đang làm ấy thì là CapCut.
các bạn có thể tự cắt edit video ở trong cái điện thoại của các bạn. Nếu các bạn có máy tính thì các bạn có thể sử dụng CapCut bằng máy tính cũng được, không sao hết. Thì đây là một trong những cái điều mà cần thiết khi các bạn mới bắt đầu làm video marketing. Và các bạn nên hiểu là khi mà mình bắt đầu làm video marketing ấy, thực sự nó không đắt đâu các bạn. Các bạn có thể, nếu các bạn mà so sánh xem là cái tiền mà chạy quảng cáo, cái tiền mà các bạn chạy quảng cáo xem, và so với cái tiền mà các bạn đang làm video marketing, thì cái tiền chạy quảng cáo nó tốn rất là nhiều chi phí, khiến cho các bạn phải hút hết máu ở trong doanh nghiệp của các bạn. Thì mình bằng cách làm video marketing đơn giản mà hầu như là chi phí là không đồng các bạn. Mình chỉ bỏ ra công ra một chút thôi, còn các bạn bỏ thời gian ra một chút trong một tuần thôi, thì các bạn có thể post video cả tháng. Và những cái video đó thì sẽ giúp cho các bạn kiếm tiền ngay ở trong lúc ngủ, không cần các bạn phải bắt buộc là các bạn phải ngồi xem cam của mình nó chạy như thế nào. Còn đây là các bạn sản xuất video thì các bạn chia sẻ lại cho những người khác thì họ đã nhận được cái giá trị và họ sẽ mua hàng của các bạn. Ok, trong quá trình mà các bạn làm video marketing, các bạn đang gặp về vấn đề gì trong quá trình các bạn làm video marketing, thì các bạn có thể inbox với Toàn, thì Toàn sẽ chia sẻ hết những cái kiến thức mà Toàn đã học được, hay là cái cách mà làm video marketing sâu hơn như thế nào thì Toàn sẽ chia sẻ hết lại cho các bạn, tất cả các bạn. Nếu các bạn đang còn thắc mắc điều gì thì cứ comment ở dưới video này nhá. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video, và đừng quên hãy đăng ký kênh của Toàn và hãy nhấn hình quả chuông để khi mà Toàn ra video thì các bạn là người đầu tiên nhìn thấy. Hãy đăng ký ngay bây giờ. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye, xin hẹn gặp lại.